Tưởng Văn Lễ nhan sắc màn ảnh Trung Quốc Tưởng Văn Lễ là gương mặt quen thuộc đối với khán giả Việt Nam, qua vai Trần Phi trong mặt trời lặn sau tử Cấm thành, Bạch Ngọc Đình trong danh giả phóng tộc hay Lâm Tiểu Phong trong ly hôn kiểu Trung Quốc. Ở mỗi vài diễn, cô lại mang đến ấn tượng mới. Tưởng Văn Lễ năm nay đã 40 tuổi là một trong những gương mặt tuổi băm không bao giờ cũ trong các bộ phim truyền hình của Trung Quốc. Những vai diễn của cô đều khiến cho người hâm mộ thích thú là một nghệ sĩ có kinh nghiệm tưởng văn lệ có khả năng thích nghi với những vai diễn phản diện lẫn những vai chính diện còn nhớ trong bộ phim ly hôn kiểu trung quốc tường văn lệ đã thể hiện xuất sắc sự mất thăng bằng của một người phụ nữ trung niên thất bại trong hôn nhân nói về những thành công của mình trong điện ảnh tưởng văn lệ cho biết cô thấy mình là người may mắn trong công việc tường văn lệ xuất thân trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng cô lại bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ tuy nhiên, cô quyết định gác ước mơ trở thành diễn viên để thi vào đại học thủy lợi theo đúng mong muốn của cha mẹ với dự định sẽ trở thành một nhân viên của công ty cấp nước sau khi tốt nghiệp. song với tài năng hát múa niềm đam mê đóng phim, Tường Phan Lệ đã quyết định trở lại học viện điện ảnh Bắc Kinh và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả Trung Quốc. Tường Văn Lễ lập gia đình với đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa cổ trường về từ năm 1993 và hai người đã có với nhau một trai, một gái. Nhận xét về cuộc hôn nhân của mình, Tường Văn Lễ từng nói, Tôi thấy mình thật sáng suốt khi lập gia đình với một người cùng nghề. Tường Văn Lễ và nhà sản xuất cổ trường về tìm thấy ở nhau sự thật cảm thông trong nghề nghiệp, niềm đam mê điện ảnh. Trong những lúc bận rộn với công việc, cô phải nhờ cha mẹ trông nom các con giúp. Còn ngoài những lúc ở phim trường, Tường Văn lại dành hết thời gian cho chồng con. Cô được bạn bè đánh giá là một người vợ chu đáo, ân cần và là một người mẹ tuyệt vời, rất tâm lý với các con.